nơi em đi làm. Coi cái công nghệ của Mỹ. Thiết bị linh kiện bị tháo hết rồi. Tao à. Chiếc hang này giống nó bự hơn chiếc kia nữa. Mình đi qua khám phá chiếc này. Chiếc gầm đó. Nắng quá, nắng quá. Dạ. Thôi cái rượu đó uống xịn quá à. Ơi. Sao? Đúng rồi, cái chiếc này nó nhỏ hơn chiếc trực thăng luôn. Nhưng mà có điều cái sải cánh nó dài thôi. Đó. Đây, nơi em đi làm. Nén quá nén rồi. Thành phố Đồng Xoài. Vượt qua cũng nhiều quá. Đi. Vậy. Đi qua ơi. Đâu? Má ngầu quay. Tao đánh thì dây đeo kiếm đó hả? Vì sao đó đánh thì dây đi kiếm thấy đi làm vậy? Kiều anh. Kiên đây tao bỏ cái áo. Dính cái điện của ông anh lo với. Chưa xong ông anh lo rồi. Đúng rồi.
con ta không có 12 à, mà nó dẫn đi 9 sáng tới 12 điểm chưa hả vậy? Em đang quay phim.